Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì em lại mua được một chiếc xe rất là đẹp anh chị ạ. Nhìn qua nội thất thì anh chị cũng có thể biết là xe gì rồi đúng không ạ? Xe trang bị full đồ rồi. Màn Android này, cam hành trình này, đấy, trần nỉ nguyên zin và còn rất là đẹp. Thực ra Vios thì không có gì để tả nhiều về trang bị cả. Chủ yếu là xe lắp thêm nhiều đồ chưa này, lắp đủ đồ chưa này, và chất lượng xe thế nào anh chị ạ. Thì qua cái phần nội thất này anh chị này, anh chị cũng có thể thấy là một chiếc xe này là nhựa còn rất là đẹp đúng không anh chị. Đấy, táp ni nha anh chị nhé, táp ni rất là đẹp này, táp lô này. Đấy, xe trang bị hai túi khí. Vios mà hệ thống điều hòa cơ thì là Vios E rồi. Nhưng cái tuyệt vời của chiếc xe này ở đây đó là có số tự động. Xe sản xuất vào năm 2017 anh chị nhé. Và số tự động ở đây mà điều hòa cơ thì đó là một chiếc xe Vios E CVT, hay còn gọi là bản E số tự động anh chị nhé. Đây là vô lăng của xe này. Đấy, rất là tươi nha anh chị nhé, rất là tươi luôn. Và cây số 10 vạn chuẩn luôn anh chị nhé. Vừa thay một dàn lốp mới 10 vạn rưỡi rồi. Bản E CVT của nó thì về trang bị nó sẽ khác bản G. Thứ nhất đó là hệ thống điều hòa cơ, còn bản G là hệ thống điều hòa tự động. Cái thứ hai là ghế da. Bản G trang bị ghế da nguyên bản, còn bản E thì ghế nỉ. Tuy nhiên thì bản E thì bác chủ nào mua về cũng lắp thêm, đã trang bị thêm thêm ghế da rồi anh chị nhé. Và tay nắm cửa trong của bản G nó được mạ chrome, còn bản E thì nó vẫn là nhựa như này, giống như bản E số sàn thôi anh chị ạ. Tuy nhiên thì về vận hành các thứ thì nó như nhau, không khác gì cả. Đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Anh chị có cái tài chính nó hơi đuối đuối một chút, thay vì mua bản G mình có thể lựa chọn bản E anh chị nhé. Còn về trang bị thì không khác gì cả đâu anh chị ạ. Xe này được cái tuyệt vời cái là bác chủ lắp một cái màn Android rất là đẹp rồi, và có tích hợp cam nùi sắc nét rồi anh chị nhé. Đấy, E CVT, hệ thống điều hòa cơ. Em thì thấy là hệ thống điều hòa cơ với tự động thì nó cũng không có nhiều khác biệt đâu. Có khi hệ thống điều hòa cơ là vẫn còn bền hơn đấy anh chị ạ. Đấy, cam hành trình đầy đủ anh chị nhé. Còn về chiếc xe này, em thích nhất là cái nội thất của xe, và đặc biệt đó là cái trần nỉ nguyên zin của xe. Bác chủ giữ được trần nỉ nguyên zin của xe và còn rất là đẹp. Anh chị hoàn toàn an tâm là xe không phải xe dịch vụ rồi anh chị nhé. Đấy, vô năng này chạy ít, và 2017 mà chạy 10 vạn đó là cái mức rất là bình thường. Một cái mức sử dụng rất là bình thường của xe sử dụng gia đình anh chị nhé. Những cái mạ bạc của nó này nó chưa bị mòn nhé anh chị nhé. Đấy là về cơ bản về nội thất của xe. Rồi, sẽ đi chi tiết hơn để anh chị thấy rằng là chiếc xe này còn rất là zin anh chị nhé. Đây là nội thất của xe. Ghế da còn đẹp anh chị nhé. Từ má ghế đến mặt ghế và lưng ghế này, bộ ghế da còn đẹp. Ghế da này thì cái loại da nó không được xịn sò cho lắm. Tuy nhiên thì bác chủ lắp từ mới mà còn như thế này là em đánh giá là bác chủ khá là giữ gìn. Đấy, đây là hàng ghế thứ hai anh chị nhé, rất là tươi xe luôn. Nội thất của chiếc xe này em rất là ưng, và đặc biệt là cái trần nỉ của nó. Đấy, rất ít khi mua được những chiếc xe mà trần nỉ không bọc ni lông, không bọc gì mà giữ được sạch đẹp như này. Đấy, và cái thứ hai đó là những cái chi tiết nhựa của xe rất là sạch đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, trang bị full đồ rồi, bao giờ gồm thảm trải sàn 3D anh chị nhé, ốp bậc lên xuống chống xước này cũng loại xịn sò luôn, màn DVD à màn Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, không thiếu thứ gì, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Hơn nữa thì vừa em cũng chia sẻ với anh chị là chiếc xe này vừa thay một dàn lốp mới nhé, rất là tuyệt vời. Đây là chân phanh của xe, và đối với chiếc xe 10 vạn thì cái mặt chân phanh nó không bị mòn như thế này anh chị nhé.
Đấy, cái mặt chân phanh nó vẫn còn những cái đường rãnh rất là dày. Đấy, gương chiếu hậu ngoài gập điện và chỉnh điện rồi. Và đây là những chi tiết nhựa của xe. Anh chị có thể thấy nhựa rất là tươi nhé. Đây là táp ni cửa lái này. Đấy. So với bản G thì bản E là cái tay nắm cửa trong nó chưa được mạ bạc. Đấy, nhìn nó chưa được không 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 được sang lắm như bản G nhé anh chị nhé. Tuy nhiên thì so với bản G, bản E thường nó sẽ rẻ hơn 20-30 triệu anh chị nhé. Đấy. Xe này thì bên em bao zin cho anh chị. Đây là em quay chi tiết để anh chị xem. Tuy nhiên thì anh chị qua bên em mua, anh chị có thể check hãng thoải mái hoặc là dẫn theo các bác thợ nhé. Tuy nhiên thì cố gắng là anh chị dẫn theo các bác thợ hiểu chuyên môn về xe thì chúng em cũng nhàn hơn, đỡ phải giải thích nhiều. Đấy, đây là ốc bản lề của xe và anh chị có thể thấy ốc bản lề zin nhé anh chị nhé. Xe được sản xuất vào năm 2017, bản E số tự động. Và đây nè, đấy, ốc bản lề zin hết anh chị nhé. Đấy, sơn này, sơn ở những cái phần trong này rất là tươi. Trang bị đủ đồ rồi. Bên ngoài thì xe có trang bị vè mưa rồi anh chị nhé. Có dán phim cách nhiệt rồi. Đấy. Hôm trước em chia sẻ câu chuyện nhỏ nhỏ một chút thôi. Đây là trần của Vios và bao giờ nó cũng có gồ ghề này. Nó là đường khí động học. Hôm trước em đi giao cho một anh ở trong Hà Tĩnh mà các bác thợ vào xem hộ, các bác cứ bảo là trần có vấn đề. Đấy, anh chị nào mà hiểu về dòng Vios này rồi, nhìn cái trần, cái gờ trên trần xe này nó gồ ghề như này, rất là bình thường và xe Vios nào cũng thế anh chị nhé. Đấy, thế nên là em mới bảo nếu mà anh chị nào mà nhờ các bác thợ xem thì nên chọn các anh thợ hiểu về xe, biết xem xe và biết xe lỗi hay không lỗi nha anh chị nhé. Đấy, táp ni rồi đến mép cửa của chiếc xe này rất là đẹp, kể cả những cái phần đường máng nước này, máng nước ổ khóa đến ốc bản lề của nó là còn nguyên zin nha anh chị nhé. Đấy, rất là sắc nét. Xe về như chia sẻ với anh chị rồi, anh chị mua chiếc xe này thì anh chị được có lợi thế là một dàn lốp mới vừa mới thay xong anh chị ạ. Đấy, thớ lốp còn rất là dày, rãnh lốp còn rất là dày anh chị nhé. Đấy, vành thì có hơi xước nho nhỏ một chút thôi, không đáng kể anh chị ạ. Và đối với bản E số tự động, xe cũng được trang bị 4 phanh đĩa rồi. Đuôi gió anten thì bác chủ lắp thêm là đăng anten vây cá rồi nhé anh chị nhé. Còn nguyên bản của nó đó là anten dâu, nhìn nó không được đẹp như anten vây cá. Phía sau xe thì đây là máng nước và đinh tán còn zin nha anh chị nhé. Ốc bản lề cũng nguyên zin luôn anh chị ạ. Đấy, chưa có dấu hiệu cậy mở gì. Xe không mất phân keo chỉ nào anh chị nhé. Và đây là chỉ zin của xe. Đấy, mép cốp này, ốc cốp sau nha anh chị nhé, zin hết luôn. Giá rất hợp lý anh chị ạ. Bây giờ anh chị mua thời điểm này đi, 1-2 tháng nữa sẽ cận Tết hơn thì anh chị sẽ không mua được xe giá rẻ. Đấy, thời điểm này rất là phù hợp anh chị nhé. Máng nước bên này và đinh tán này cũng còn zin. Đấy, ốp chống xước phía sau rồi, nhưng kể ra ốp ở cả phần này thì tốt hơn anh chị ạ. Đấy, anh chị nào mà mua về sử dụng thì chúng ta có thể ốp thêm cái phần nhựa chống xước này nhé, để chúng ta lấy đồ trong cốp này ra này, nó không bị xước cái nhựa đấy. Đây là lòng cốp, lòng cốp và anh chị có thể thấy không có vết han gì anh chị nhé. Cốp rất là đẹp, kích thì để sau này và bộ đồ thay kích nốt đều đầy đủ rồi. Đấy, quan trọng là cái lòng cốp này, kể cả cái phần keo chét zin của nhà máy. Đây là keo chét zin của nhà máy anh chị nhé. Đấy, anh chị nào lần đầu nhìn thế này thì có thể hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng đây chuẩn là keo chét zin của nhà máy. Đấy, và cái lòng cốp của chiếc xe này là không có vết han vết rít gì nha anh chị nhé, và không có dấu hiệu gòn lắn gì. Đấy, đây là phía sau của xe, xe mang biển 26 anh chị nhé. Bên em có bao rút hồ sơ. Đấy,
Bây giờ biển ở đâu không quan trọng nữa rồi, vì tất cả các xe đều rút hồ sơ hết anh chị ạ. Đấy. Đây là hông xe này anh chị nhỉ. Rất là cứng cáp anh chị nhé. Màu nâu vàng này thì nhìn nó cứng xe hơn màu đen. Đây là hông xe ở bên bên phụ này, à bên lái này anh chị này. Đấy. Anh chị có thể nhìn thấy đó là cái đường sống chạy dọc thân xe, đường khí động học của nó rất là sắc nét anh chị nhé. Đấy. Về thì bên em có sơn tỉa và làm đẹp đánh bóng cho anh chị rồi, thế nên là anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Cụm đèn sau cũng là zin nha anh chị nhé, có trang bị cam nùi rồi. Vios thì còn chưa có cảm biến nùi cơ. Đấy, kể cả bản G 27. Đấy, cụm đèn zin nha anh chị nhé. Thực ra thì đối với những anh chị mà lựa chọn Vios thì em nghĩ rằng anh chị cũng chỉ quan tâm đến về chất lượng của xe thôi đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng về công nghệ các thứ Vios thì không so sánh được với những cái dòng xe của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì ưu điểm của chiếc xe Vios này và đặc biệt là từ 2017 trở đi, đấy, Vios được áp dụng động cơ công nghệ đuôn VVTi rồi, tức là điều phối van biến thiên thông minh kép, và đặc biệt đó là trên những chiếc xe số tự động được sử dụng hộp số tự động CVT hay còn gọi là hộp số vô cấp anh chị nhé, dẫn động bằng dây đai, đấy là nguyên lý hoạt động của nó. Thì nó sẽ êm dịu hơn, mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây là táp lô của xe anh chị nhé. Đấy, không vết xước và nguyên, không có một chút dầu bóng gì nha anh chị nhé, nguyên mộc luôn. Đấy, anh chị có thể thấy nhựa chiếc xe này cũng rất là tươi. Cái ghế da này, ốp bậc lên xuống đầy đủ nha anh chị nhé. Còn đây là ốp mặt nề ở bên phụ, sắc nét luôn. Ổ khóa zin, ốc bản lề zin nha anh chị nhé. Đấy. Đây. Táp ni cửa nhé, táp ni cả bốn cánh cửa chiếc xe này em đánh giá là nhựa rất là đẹp tươi. Đây, máng nước nha anh chị nhé. Những cái đường dập nổi nguyên zin rất là sắc nét. Đấy. Lốp mới nhé, cả một dàn lốp mới. Để chỉ có cái vành sau bên kia là hơi xước xước một chút thôi anh chị ạ. Đấy. Vành còn đẹp. Cua lốp đây anh chị nhé, không có dấu hiệu han giết gì đâu. Cái dòng Vios này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ loanh quanh đây. À, cái mức tiêu hao là chắc là bác chủ ra, à bác thợ bác dán kính bác cái bóc ra rồi. Anh chị cứ xác định chiếc xe này loanh quanh khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi anh chị nhá. Rất là tiết kiệm luôn. À, đây là tổng thể cái nội thất của xe này. Đấy. Trang bị full đồ rồi anh chị nhá. Màn Android. Cam hành trình, cam lùi. Đấy, trải sàn 3D. Đấy, ốp chống xước cửa. Dán phim cách nhiệt về che mưa. Nói chung là đầy đủ đồ, không thiếu thứ gì. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Hai lốp trước cũng vừa mới thay xong. Đấy, vành gần như là không có vết xước nhé anh chị nhé. Đấy, cụm đèn trước zin này và vỏ đèn còn rất là trong. Đấy. Đây là hông xe này anh chị này, rất là sắc nét. Hai sáu Sơn La nhé anh chị nhé. Đấy. Bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị. Đây là hông xe ở bên bên lái nha anh chị nhé. Đấy. Đèn gầm thì bác chủ có dán cái ni lông vàng kia. Anh chị biết làm sao không? Bởi vì các bác ở Sơn La là rất hay bị sương mù. Chúng ta dán cái đèn gầm, cái ni lông vàng vào đấy thì cái nó tạo ra cái ánh sáng vàng, nó phá sương rất là tốt nha anh chị nhé. Đấy. Chứ không phải là như anh chị cứ bảo là cứ phải đèn là nguồn nét nó mới lại tốt, không phải đâu. Cái nguồn nét, cái nhược điểm của nó
ưu điểm thì anh chị nào cũng biết rồi, đó là sáng trắng, nó mang lại ánh sáng trắng. Thì nó nhìn ở cái môi trường bình thường như này, đấy, môi trường trong lành như này thì nhìn nó, quan sát nó rất là tốt, nó mang lại ánh sáng rất là tốt nhá. Anh chị quan sát rất là tốt, nhưng mà ở những cái môi trường ấy sương mù thì cái nhược điểm của cái ánh sáng trắng của nó là nó phá sương kém nhé anh chị nhé. Không phải cái gì nó cũng là đều có ưu điểm đâu. Đây là khoang động cơ của chiếc xe, chiếc xe Vios E số tự động bản ECVT đã áp dụng công nghệ máy là Dual VVTi rồi, hay còn gọi là điều phối van biến thiên thông minh kép nhé anh chị nhé. Và máy của chiếc xe này, thứ nhất là da máy anh chị có thể thấy khá là tươi, và máy zin từ dàn cò. Đấy, cái mụn dàn cò kia anh chị ạ, ngay chỗ tay em chỉ này, còn zin đấy, và keo zin hết nhé anh chị nhé. Đương nhiên là Vios mà đi hơn 10 vạn thì không thể nào mà da đã thay dàn cò hay là da máy được anh chị nhé. Đấy, chiếc xe này thì rất là tuyệt vời anh chị ạ. Cái phần đầu của nó này, từ những cái con ốc tai này, ốc nhựa chưa vết cậy nhé anh chị nhé, ốc rằng của nó này nguyên zin. Nguyên zin anh chị ạ, kể cả là ốc tai trong tai ngoài này, rất là tuyệt vời. Đó, em quay rất là cận cảnh nhá. Ở trong phần tai trong kìa, đinh tán này, mép đinh tán là zin hết nha anh chị nhá. Ụ thì nguyên zin, không có vết han. Ốc cabo zin nha anh chị nhá, và chỉ cabo cũng zin anh chị ạ. Anh chị có thể check thoải mái khi mà qua xem xe trực tiếp ở bên em. Đây là nắp cabo. Đó, những cái dập nổi của nó này nguyên zin. Đấy, không dấu hiệu cậy mở gò nắn gì nha anh chị nhá. Đấy, tấm nỉ dưới nắp cabo này. Đấy, đây là rằng ở bên phụ nha anh chị nhá, cũng còn nguyên zin, kể cả những cái con ốc nhựa ở lưới tản nhiệt này, ở cản trước này, đến ốc tai đen. Đấy, ốc tai cũng vậy nha anh chị nhá, kể cả tai trong và tai ngoài, và ốc cabo của chiếc xe này nguyên zin anh chị ạ, rất là tuyệt vời. Bác chủ thì còn lắp thêm hai cái còi này nhé anh chị nhé. Bởi vì nguyên bản xe nguyên bản thì cái còi nó hơi nhỏ và đa phần là các bác chủ lắp thêm còi. Tuy nhiên thì lắp cái loại còi điện bình thường thôi, chứ đừng còi hơi của giếc thì nghe có khi lại người đi đường rất là hay giật mình và nguy hiểm nhé anh chị nhé. Một chiếc xe Vios bản E số tự động sản xuất vào năm 2017. Xe nguyên zin và bao check hãng cam kết bằng văn bản cho anh chị xe nguyên zin. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 365 triệu đồng anh chị nhé. Bên em bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả vẫn có thể thương lượng được khi anh chị qua trực tiếp để bên em xem xe. Đấy, địa chỉ để xem xe trực tiếp ở bên em đây, xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.